Anh thấy em hôm nay có xinh không? Ôi cho em đẹp lắm. Quyến rũ thật. Nghe giải thích ạ. Hai người đang làm gì trò gì vậy? Chuyện này không nghiêm mỹ đâu. Từ từ. Nghe giải thích ạ. Anh
giải thích thế nào trong khi cô ta ngồi trên người anh. Từ từ em cứ bình tĩnh. Thế là như nào? Từ từ. Đừng, hai người đừng đánh nhau. Khốn nạn. Yay, Spider-Man. Woo. Yay. Oh. Wow. Hey. Woo. Wow. Em. Ôi, hôm nay ăn gì lãi nhỉ? Ui, có gì cho anh à? Ui, wow. Đâu đâu, bất ngờ đâu, bất ngờ đâu, bất ngờ đâu. Wow. Đi ra đi. Em trêu anh à? Chết tí. Thôi, chán lắm. Được, chôn mới làm à, chán. Ra đi. Thôi anh đi ngủ đây. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Anh ngủ đi. Ngủ đi nhá. Ui. Chán. Anh dậy rồi. Làm gì đấy? Đi đâu ấy? Sáng là anh bảo đi chơi vui vẻ nhá. Nhớ về hôm qua đấy. Ok, bye bye. Đồ ăn để đâu ấy? Đồ ăn để chỗ này. Ok. Đi chơi vui nhá. Đi đi. Smartphone đâu rồi, để bật BD thôi. Chém giờ tập từ hôm qua giờ. Vừa chơi game, vừa chị trong phim ai gọi nhỉ? Lạ thật đấy. Này này, cô gì đây? Lạ nhỉ, sao lại ai làm đấy? Này này, cô gì đây? Lạ nhỉ? Này này này, cô gì đây? Ngồi đây đợi đi bao giờ. Hả? Ồ, cô gì ơi? Này, hello.
Sao cô đi đâu mà cô lại ngã trước cửa nhà tôi đấy? Đây là đâu vậy? Đây là nhà tôi. Ờ, ngồi đợi tí. Đây, có bánh với nước đây, cô cầm qua ăn đi. Đây, để tôi bóc cô nhé. Có chuyện gì à? Cầm lại. Tôi cảm ơn nhé. Nước đi, uống đi cho nó đỡ khát. Thế đi đâu mà sao lại ngã trước cửa tôi rồi này? Tôi không nhớ nữa. Đây là nhà tôi. Tôi xin lỗi nhé, nhà tôi hơi bừa. Được nhé, ok, vô tư đi. Thôi, cô đi ra đây, cái nhà vệ sinh tôi xấu hổ lắm. Tôi xin lỗi nhé. Cô cứ ngồi ra đối tượng kia đi. Hai vợ chồng ở lấy cứ thế này thôi. Có vợ tôi hả? Cũng là như vậy nhưng mà vợ tôi giờ cũng chán lắm. Có vợ tiếp nào. Anh đẹp trai thế đấy. Cũng tôi xin lỗi nhé. Không không, không có gì đâu. Sao có chuyện gì? Này, như thế này có ổn không đấy? Không sao mà. Người yêu tôi, cô ấy về thấy sao? Không sao. Không sao đúng không? Sợ gì? Em. Không phải như em nghĩ đâu. Cái cô này cô vừa ngã ngoài cửa kìa. Anh cho cô vào nhà nghỉ cho cô ấy khỏe mà. Anh bảo anh yêu em cơ mà. Bảo bắt ra. Này. Sao anh phải nói điên như thế chứ? Thế này là thế nào? Không phải như em nghĩ đâu. Này giải thích gì đi. Bẩn gối tôi. Thôi. Anh bỏ ra. Thôi. Ơi, em làm gì đây? Cô làm sao không? Anh còn quan tâm cô ta à, nhỉ? Anh biết lỗi rồi mà. Này. Này. Nhớ mất tôi đấy. Dứt áo ra đi à? Tại anh mà em bị đánh nhỉ? Ý. Này. Chỗ nào đâu? Ừ. Tôi đi theo nó nhá. Máy qua nó đi rồi. Hơi bị khỏe nha. Anh chả hơn không kém nhá. Đi.
Anh ơi, em gửi thẻ phòng ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Dạ, cảm ơn anh chị đã ủng hộ dịch vụ em nhé. Ok. Ok, bye bye nhé. Chào anh chị nhé, anh chị lên đường anh giỏi nhá. Đó ạ. Ê, sao đây em? Có chuyện gì à? Em quên điện thoại rồi. Thôi rồi, đứng đây chờ anh chị để anh lên anh lấy thôi nhé. Ok, đợi đi. Mệt thế nhờ. Stay. Cô làm sao không? Tôi không sao. Ui. Đây, tôi gửi. Tôi cảm ơn. Spider-Man. Cô định làm gì vậy? Không, tôi có bạn gái rồi. Thôi nhờ. Sao? Không được. Cô đi ra đi. Điện thoại ở đâu nhỉ? Đây rồi. Không. Không, cô đừng làm như vậy, tôi có bạn gái rồi. Sao đâu? Không, đừng. Này, cô làm gì vậy? Không được đâu mà. Đừng làm như vậy. Tôi có bạn gái rồi. Sao mà? Cô đi ra đi. Này, cô đừng làm như vậy. Không được đâu, cô đi ra đi, tôi có bạn gái rồi. Wow, chào em thật rồi. Hai người. Em,
anh ơi. Còn tiền không? Đây rồi. Hai người đồng ý với nhau. Chim chuột miêu tạo. Thế nào?